Wow, như cái giường ở nhà. Mời các coi chú mami. Tối nay mình ngủ ở đây mình xem cái nha. Bây giờ đó cô thư ký nè. Mấy đứa bé nè. Nè, hai người lớn mà một đứa bé thì thoải mái luôn đó ha. Không ngờ cái thách xăm ở đời quay này á các bạn, mình chạy thành một cái giường để mình ngủ nha. Thì chiếc xe đẹp thách xăm ở đời quay này á các bạn, nó có cái chức năng rất là hay, nó gọi là cam mode. Thì cam mode đó nó cho mình ngủ qua đêm trong xe đẹp thách xăm ở đời quay, rồi mở máy điều hòa không khí bên trong á. Trong tương lai là mình định lấy chiếc xe này mình chở mấy đứa bé hoặc là chở cô thư ký đi camping. Với là mình cũng đang dự định là đi qua Canada chơi. Bằng chiếc xe Tesla Model Y này luôn. Nhưng mà mình không biết là ngủ trong xe điện Tesla Model Y này á, nó có thoải mái, an toàn và hao pin bao nhiêu. Mình thực sự ra bây giờ mình chưa có biết nữa. Trong tương lai á, mình đi cắm trại hoặc là mình đi camping, mình ví dụ như mình không kiếm được khách sạn. Trong cái mấy trường hợp mà emergency á, không có kiếm được khách sạn hay là gì á, thì mới có thể ngủ trong cái xe điện Tesla Model Y này. Thì hôm nay á, mình sẽ xem coi, mình sẽ ngủ thử coi xe điện Tesla này á, mình ngủ dùng cái Tesla Smart này như vậy nè. Mình xem coi nó có thoải mái hay không. Và sau khi ngủ xong qua đêm như vậy á, là cái xe mình nó hao pin bao nhiêu nha. Cái hàng ghế thứ ba này nè các bạn, giờ mình hạ xuống được nè. Đó, bấm lên nè. Đó, hạ xuống. Nó làm gì cái giường ngủ nha. Đó, bây giờ mình mới hạ cái hàng ghế thứ ba xuống các bạn. Xuống bây giờ mình bấm cái hàng ghế thứ hai cho hạ xuống. Thì để hạ cái hàng ghế thứ hai này nè các bạn, thì cái nút bên đây nè các bạn. Đó. Mình kéo ra thôi. Thì mình kéo ra là cái đó, hàng ghế thứ hai nó hạ xuống. Đó. Giờ thành cái giường cho mình nằm rồi đó. Đó, các bạn thấy không? Sau khi mình hạ cái ghế hàng ghế thứ ba và hàng ghế thứ hai lên á, thì nó phát như vậy nè. Nhưng mà nó có cái gập này nè. Nói chung nằm cũng, nếu mà ví dụ mình nằm thì cũng ok, mình trải cái tấm chăn lên cho nó dày lên mình ngủ cũng được. Thật sự đang ngủ cũng được nè các bạn. Đó. Đây, có gối vô. Ngủ cũng được hai người. Đó. Thì cái bất tiện của nệm hơi á, là phải mình bơm hơi lên. Xong rồi khi mình ngủ xong mình phải xẹp cái hơi xuống. Đó, thì cũng bất tiện. Thì hôm nay á, mình sẽ thử cho các bạn cái này, nó gọi là Test Smart nè. Đây là cái nệm, nó nằm trong cái hộp này nè các bạn. Cũng tệ lắm. Cho nên mình để ở cái trunk hay là đằng cái front cũng được. Đằng sau hay cái cốp sau hay là cốp trước cũng được nữa. Nó hợp luôn. Thì hôm nay mình sẽ cho các bạn xem coi rồi mình khi mình trải cái nệm nó lên đây nè, rồi mình ngủ như thế nào. Thì cái này á là nó nặng khoảng chừng, nghĩ chắc khoảng chừng 3 pounds à. 3-4 pounds thôi. Còn chừng mới chắc chừng 2 kg, 2 kg rưỡi thôi à. Này, đây là cũng là lần đầu tiên mình làm. Lần đầu tiên mình chưa thử bao giờ luôn á. Giờ mình mở ra mình xem coi. Này mình mới mua thôi. Mình mới mua cái này thôi. Thì đây là cái tấm mà mình có mua thêm cái này là cái nó gọi là bed sheet á, tức là cái đồ mà nó chạy lên trên cái nền, khi mình chạy xong rồi mình chạy lên cái tấm này á. Mình có mua luôn, nó gọi là privacy screen, có nghĩa là khi mình trải nệm lên cho cái xe mình ngủ á, thì nhiều khi xung quanh á, nhiều người ta đi ngang qua, người ta nhìn vô người ta thấy á, thì cái này là cho riêng tư á, mình có cái tấm màn nó che lại xung quanh nha. Mình chưa có thử bao giờ thì mình xem coi nó như thế nào nha. Đó, giờ mình thử cái nệm trước nha. Giống như 500 vậy đó. Đó mình lấy cái ra thôi. Đó, mình giật cái ra thôi. Đó là cái nệm nè. Đó. Thấy không? Nó kêu mình để khoảng chừng 5-10 phút là các bạn thấy bắt đầu nó sẽ, các bạn thấy từ từ nó sẽ phồng cái hơi lên lại nè. Rồi khi mình bỏ trong cái đây nè các bạn, mình phải né nó xuống, xong rồi mình lấy cái dây này mình cột nó lại.
thật ra mình cần một cái là một cái dây đủ rồi, nhưng nó cho mình hai cái cọng dây này nè, nó bằng 500 á, mình chỉ có lót nó vô lại thôi. Cái tấm ở trên này là cứng lắm các bạn, nó có cái bó đó, nó có cái tấm giống như là miếng ván vậy đó, ở trên của mình nè. Đó thì cái tấm đầu tiên bây giờ mình lấy ra thì mình chỉ có bỏ lên trên cái xe này thôi. Thành ra nó có cái khúc này nó như là nó gấp lại làm ba vậy đó, mình đẩy lên thôi. Thứ hai ấy, mình làm tương tự thôi. Giờ mình tắm cuối cùng nè, mình cho mình 3 tấm lận nha các bạn. Xong thì nó nhìn như vậy đó các bạn. Cái nệm này á, nó cho mình 3 tấm đó, mình sẽ trải ra thôi, đơn giản. Thế này là cái gỗ các bạn thấy không? Đó, cái này thì nó mềm thôi, hai cái phần kia thì nó mềm, còn phần này nó cứng á, tại vì cứng tại vì khi mình nằm á, cái đầu mình nằm ngay đây nè, cho nên nó mới chịu lực được cái đầu đó. Bây giờ mình sẽ trải cái tấm bedsheet lên nha. Sau khi mình trải cái nệm mà test mat với lại cái tấm bed sheet này lên nè, đó là cái nệm nó nằm như vậy đó các bạn. Xem anh ngủ được mấy người, 4 người, để đóng xuống thử coi, em bấm xuống thử coi. Wow, để thử coi, ngủ được không mấy người? Yeah. Đi ngủ dậy đi. Anh đang ngủ đi. Đó. Actually. Hả? Em ngủ được không? Được. Đây, nào xuống thử coi. Nào xuống coi. Nè, hai người lớn mà một đứa bé thì thoải mái luôn đó. Ha. Nếu mà hai người lớn mà hai đứa bé đó, nằm xuống thử coi. Ê, nằm thử coi đi coi coi. Ngủ coi đủ. Thì nó hơi chật kìa, nhưng mà nếu mà mệt quá thì ngủ được phải không? Đó là 10 giờ đêm rồi đó các bạn. Nhiệt độ ngoài trời là 83 độ F. Mà cái pin của mình á là còn 271 miles nữa là hết pin, có nghĩa là 86%. Thì mình mở nhiệt ban đầu là mình định mở là nhiệt độ là khoảng chừng 74 75 độ F. Nhưng mà 71 75 độ F thì rất là nóng. Mình mở 69 độ F nha. Thì bây giờ á mình bấm đây nè. Thì nó có cái chức năng care mode nè. Thì mình mở chế độ care mode này lên. Các bạn thấy đây là care mode enable. Tức là car will stay on until battery reaches 20%. Có nghĩa là xe nó sẽ giữ cái nhiệt độ này cho mình nè. Nhiệt độ 69 độ cho mình đó. Cho tới khi nào mà cái bình này nó còn 20% là tự động nó ngưng. Đó, cái care mode này nè. Cái care mode này thì nó kêu là cái sentry mode. Với lại cái security alarm walk away thì nó sẽ disable. Có nghĩa là nếu mà đang ở chế độ này á, mà ai mà tới gần á, cái xe thì nó không có thu hình. Với lại mấy cái mà khi mà mình đi xe đi ra ngoài á, thì xe nó không có tự khóa lại. Nó là như vậy để nó bảo vệ cái bình cho mình á. Rồi bây giờ mình xem coi, bây giờ mình ngủ qua đêm á, mình xem coi mai là bao nhiêu nha. Thì các bạn cũng thấy được đó là mình phải gắn cái privacy screen lên. Tại vì khi tối ngủ đây nè, khi người ta đi ngang qua thì nhìn vô á, cho nên phải bỏ cái privacy screen lên nha. Đó các bạn thấy không? Nếu mà mình không có cái privacy screen á, đó là cái này là cái bên xe á, tức là ai đi ngang qua người ta nhìn vô bên trong người ta thấy nè. Đó, người ta thấy mình á. Cho nên á, ngủ bên trong là mình phải có cái privacy screen. Đó, để mình che lại, mình gắn cái privacy screen lên mình cho coi nha. Cái privacy screen á, thì mình bỏ lên. À, cái móc này nè các bạn, đó mình móc vào trong cái tay kiếng này thôi. Daddy. Yeah. Daddy. Yeah. Daddy.
đây là cái privacy screen khi mình đã mà gắn lên rồi đó các bạn. Các bạn thấy bên trong đang xe đang mở đèn rồi mà bên ngoài nhìn vô đâu có thấy đâu, hả? Thấy không? Nó hay vậy á. Nó này bên hông nè. Không có thấy gì trên luôn. Đó, cái privacy screen á nó phải có, ngủ nó không có thấy đường. Cái màn ảnh đó, các bạn là tự động nó hiện lên cái này nè. Đó, giống như cái lều rồi lửa trại hay gác không? Đó, wow. Cái mode là nó hiện lên như vậy đó. Thôi đọc kinh nè, đọc kinh đi ngủ nè. Rồi đọc kinh đi. Đây đọc kinh nè. Thầy cha chúng con ở trên trời, chúng con bây giờ là 11 giờ rưỡi đêm rồi đó các bạn. Đó, anh gái mình giờ đã ngủ rồi nè. Hiện giờ ngoài trời 83 độ F thì mình tưởng là chắc mình mở 74 75 độ F là bên trong là nó mát ngủ ngon lành, nhưng mà mình vô cái mình mở 69 thôi mà gái mình nó với lại mình cũng thấy nóng ở trong xe á. Cho nên mình mở nhiệt độ là 68 độ F á các bạn. Là nhiệt độ bây giờ nó vẫn chạy là nhiệt độ nó rất là mát. Đó. Gái mình đang nó ngủ say. Mình cho các bạn xem cái bên trong mình như thế nào nè. Thì mình là khoảng chừng 1m65. Đó. Các bạn thấy không? Đó, khi mình nằm á thì mình ngủ thì cái chân của mình á, các bạn thấy đó, nó cũng gần đụng cái đằng sau của cái xe Tesla đó. Thì cái này mà ai mà khoảng chừng 6 feet á là thế là ngủ phải là nó đụng tới kia luôn á. Thôi bây giờ mình thăng nha các bạn. Rồi vậy hẹn gặp lại các bạn ngày mai nha. Đây, good night. Say 7 giờ 7 rưỡi nó mới dậy. Tại giờ giờ đi học á. Tối qua kêu ngủ mẹ đi không chịu. Cứ đợi ngủ với daddy không. Khi lần khi nào mình đi về tối nào cũng đợi ngủ mình hết. Đeo như đĩa vậy đó. Thôi đêm qua mình ngủ như thế nào. Thì mình thấy á, cái nhiệt độ các bạn, nếu mà các bạn để nhiệt độ 68 độ F á, trong xe á, mình giữ trong nhiệt độ mình á, trong xe á, lúc nào cũng 68 độ F á, thì ngủ thoải mái lắm. Cái nhiệt độ nó là perfect luôn đó các bạn. Ngoài trời là 83 độ F tối hôm qua đó, thì mình tưởng là chắc mở 74-75, nhưng mà mình nghĩ là mình mở 69 mình thấy còn hơi nóng á, thì mình xuống nhiệt độ, giảm nhiệt độ cái AC á, máy lạnh trong xe là 68 độ F, thì hiện bây giờ là trong xe là 68 độ F, ngoài trời bây giờ là 70 độ F rồi các bạn. Tối hôm qua là 83, nhưng mà tới gần sáng á, nhiệt độ nó drop xuống, thì ngủ mình thấy cũng bình thường thôi. Thì đương nhiên là cũng không có như chỗ ở nhà hoặc là khách sạn, như các bạn có nhiều khoảng không gian là mình mua lại nó thoải mái, biết không? Còn trong xe thì nó ngủ có hai người nằm thì thật sự rất là thoải mái đó. Nếu mà hai người lớn với một đứa nít thì cũng được, nhưng mà khi mình mua nó không có cái không gian đó, không có thoải mái cho mình. Còn hai người nằm ngủ rất là thoải mái đó, các bạn thấy không? Cái không gian đó, cảm thấy nó cũng rất là nhiều. Tesla Model Y thì nó cao hơn thằng Tesla Model 3. Mình chung quanh các bạn thấy mình bỏ cái privacy screen á để che lại cái xe, để cho bên ngoài nhìn vô người ta không có thấy á. Đó. Còn trên cái mui này nè, thì cái kính của nó thiên thiệt đó. Đó. Cho nên bên ngoài nhìn vô không có thấy. Còn mình á, đêm á thì mình nằm mình ngắm sao trời á, đẹp lắm các bạn. Ngắm trăng, ngắm sao rất là đẹp. Là ai mà đã từng cắm trại camping hoặc là ngủ bờ ngủ bụi giống như mình đó, mình thích cắm trại. Rồi mình ngày xưa mình đi học á, mình ngủ bờ ngủ bụi trong thư viện này nọ để học bài, rồi
thấy nó quen, nó đâu có gì gọi là ghê gớm đâu. Cho nên nằm đây thì đối với mình thì mình thấy rất là thoải mái, không có gì hết. Còn những cái ai mà không thích cuộc sống như vậy á, thì nằm đây thì đối với họ thì họ thấy không quen, mà họ thấy mình nghĩ là chắc khó chịu thôi. Còn đối với mình thấy bình thường thôi. Hai cha con đầu tiên ngủ thấy bình thường, gái mình ngủ say như chết vậy đó, các bạn thấy không? Và bây giờ mình xem coi sau khi ngủ qua đêm như vậy á, thì cái pin của mình hiện bây giờ đang còn bao nhiêu nha. Đó, các bạn thấy nhiệt độ ngoài trời bây giờ là 71 độ F. Bây giờ 6 giờ 48 sáng rồi đó, các bạn thấy không? Bây giờ pin của mình á còn 235 miles nữa là hết là pin. 235 miles nữa là còn bây giờ mình xem bao nhiêu phần trăm nha. 75%. Wow, tối hôm qua là mình với con gái mình vô đây ngủ á là morning con. Tối hôm qua mình với con gái mình vô đây ngủ á là 10 giờ đêm. Nhiệt độ ngoài trời là 83 độ F. Xe mình nó pin á là 86%. Đó, 271 miles. Giờ là 6 giờ 45 phút, tức là 8 tiếng 45 phút. Nhiệt độ ngoài trời á là 70 độ F, trong xe mình giữ lúc nào cũng giữ nhiệt độ là 68 độ F hết. Và mình bây giờ mình còn 235 miles, tức là còn chừng 75%. Tức là 8 tiếng 45 phút mình mất khoảng chừng là 36 miles hay là 11%. Wow, not bad. Cũng không có mất nhiều ha. Mình nghĩ chắc phải mất nhiều dữ lắm, tại vì AC nó thổi suốt đêm luôn vậy luôn. Nó thổi 8 tiếng 45 phút như vậy. Dễ sợ nha. Thì mình gấp lại làm ba đó các bạn. Thì cái này á, nó một bên là mềm, bên này là cứng nè, tấm ván á, nó chịu cái lực đầu mình. Cái bên cứng á nằm phía dưới nha. Rồi, tấm thứ hai. Cái này ván cứng nè. Cái nằm ở trên. Đó, cái này miếng mềm nè. Rồi. Tấm cuối cùng thứ ba là cái độ cứng á, ván nằm ở trên cùng nha các bạn. Bỏ vô là các bạn thấy nó phồng lên cao vậy đó. Thì nó xẹp xuống. Lắp vô thôi. Hay đó, xong rồi đó. Cái này nó fit với cái best sheet luôn nè. Với cái privacy screen. Đầu xong rồi bỏ hai tấm này vô có nó vừa luôn nè các bạn. Bỏ vô cái trunk sau này cũng được. Nhưng mà nhiều khi mình đi chợ á, mình muốn bỏ cái này đồ ăn, nên mình bỏ cái này đằng cái front đằng trước, cốp trước á. Cho nên tất cả cái gì nó fit cho đây luôn các bạn. Các bạn thấy không? Bỏ vô vừa luôn nè. Đó. Làm này thật đấy là rất là tiện luôn đó các bạn. Rồi. Thôi, mình sẽ bỏ cái link để các bạn mua cái test mat. Nếu mà các bạn nào thích á, mua model 3 hoặc model Y á, cái mattress này nè, cái này mình ngủ trong xe đó. Các bạn nào muốn mua thì bấm vào cái link đó, xong rồi chọn vô cái mattress model Y, xong rồi bỏ cái code vô travel with HNS á, thì sẽ được giảm 20 đô la Mỹ nha. Bây giờ mắm nhí vậy đó. Các bạn nào mà chưa đăng ký kênh subscribe kênh của mình á, thì bấm vào subscribe nha. Lần tới mình có nhiều cái chương trình rất là hay. Mình có thể mình đi với cô thư ký đi chơi, đi camping, rồi có thể chạy qua bên Canada chơi nữa. Thì bây giờ Canada là mình chưa có đi test lại qua bên đó bao giờ hết, cho nên mình cũng không có biết là COVID bây giờ nó như thế nào. Cho nên các bạn nào mà đã có trải nghiệm lái test lại qua bên Canada mà hiện bây giờ mà luật lệ bên Canada như thế nào thì hãy cho mình biết nha, chia sẻ cái cho mình biết là mình nên lưu ý gì, nên để ý gì, hoặc là mình cần những gì nha khi mình lái xe test drive qua bên đó đó chơi, hoặc là có nhiều chỗ chơi nào mà nó đẹp á thì hãy chia sẻ cho mình biết nha. Để lần tới mình nếu có dịp á mình sẽ cô ký sẽ chạy xe qua bên Canada chơi. Mình hy vọng cái video clip này hữu ích cho các bạn. Mình xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video clip lần tới nha. Bye các bạn nha.